Unit mấy nhỉ? Sáu á. Ok, unit 6. Unit 6 cho thầy một chút nha. Đây là của unit 9 rồi. Unit 6. Ok. Rồi, ok, chờ thầy một chút nha. Rồi, ok, có nhìn thấy trên màn hình chưa? Rồi ạ. Ok. Chờ thầy trình chiếu lên nha. Ok, welcome to Pantado Class. Chào mừng con đến với lớp học tiếng Anh của trung tâm Anh ngữ Pantado. Nào. Okay, in the unit 6, we will study today is our Tet holiday. So, do you know about the Tet holiday? Con nghe thấy thầy nói không? Có. Okay, bài học của chúng ta hôm nay là về ngày Tết của chúng ta đúng không nào? Đúng chưa nào? Ở trên lớp là con cũng đang học về unit 6 rồi đúng không nào? Ok, thì chủ đề ngày hôm nay chúng ta là về ngày Tết này. Và trong ngày hôm nay thì trong unit 6 này thì thầy sẽ giới thiệu với con thứ nhất là về phần từ vựng, sẽ nói về Tết và các cái hoạt động của nó được chưa nào? Ok, and pronunciation sẽ là âm and sh, chưa nào? Về ngữ pháp thì chúng ta sẽ sử dụng cái câu should and shouldn't cho cái việc khuyên nên làm gì và không nên làm gì, được chưa nào? Và phần giao tiếp của chúng ta sẽ nói về các hoạt động cũng như là các cái truyền thống của ngày Tết của người Việt Nam được chưa nào? Vâng. Ok, are you ready? Yes. Ok, now we start. Ok, the vocabulary today is the first. Ok, listen and repeat after me. Ok? Yes. Ok, so celebration. Celebration. Ok, con nghe rõ thầy nói không? Có. Ok, đọc lại một lần nữa nha. Celebration. Celebration. Brave, brave. Nào, nhanh lên nào. Celebration. Celebration. Ok, good. And the second, decorate. Decorate. Nào, có âm t ở cuối nha. Decorate. Decorate. Ok, good. Ok, again. Decorate. Decorate. Ok, có nghĩa là trang trí được chưa nào? Ok. Firework. Firework. Ok, firework. Firework. Ok, có nghĩa là pháo hoa đúng không nào? Ok, gather. 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 The. Gather. The. Nào, con đặt lưỡi lên trên răng nào. Gather. The. Gather. Ok, lại một lần nữa nha. Gather. Gather. Ok, nhanh hơn một chút này. Gather. Gather. Ok, good. Ok, bây giờ con ghi lại bốn từ này cho thầy này. Ghi lại từ vựng này cho thầy nha. Con thích gì nhất nhỉ? Nào, mạnh dạn nói cho thầy nghe nào. Thích gì nhất để lúc thầy mua tặng cho nào? Thích gì nhỉ? Hôm nọ thì có bạn Khánh Ly là thích thầy tặng cho sách nâng cao tiếng Anh. Đó, thì không biết con như nào. Thích được thầy tặng gì nào? Đọc. Đọc cái đoạn hội thoại và nói về về gì nhỉ? Về về quê của con đúng không nào? Ok.
Từ mới của chúng ta hôm nay sẽ có là roommate. Ok, ghi lại từ mới giúp thầy này. Roommate là roommate. Ok, bạn cùng phòng được chưa nào? Amazing. Nghĩa là amazing. Amazing. Ok, tưởng tượng. Được chưa nào? Enjoy. Enjoy là tận hưởng và thưởng thức, được chưa nào? Từ tiếp theo là nourish. Nourish. Âm sờ nào. Nourish. 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 Đấy là âm A nha. Nourish. Nourish. Ok, good. Có nghĩa là nuôi dưỡng, được chưa nào? Con đi xong chưa? Ok. Nó có hơi khó nhìn không? Không ạ. Ok, ghi đến từ nào rồi nào? Enjoy. Enjoy là tận hưởng và thưởng thức. Ok. And nourish là nuôi dưỡng. Ok, từ tiếp theo là rapidity. Repeatedly. Nào, con đọc theo thầy nào. Repeatedly. 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 Ok, good. Là lặp đi lặp lại, được chưa nào? Repeatedly. Ok chưa nào? Ok, và từ cuối cùng là từ routine. Routine. Rồi ok. Routine. Rồi ok, nó là chu trình và là thói quen, được chưa nào? Ok. Con viết được hết chưa? Chưa. Ok, con thầy sẽ dành thời gian cho con khoảng tầm 1 phút. Ok, bây giờ chúng ta sẽ đọc và lại một lượt nữa từ này nhá. Được chưa nào? Ok, roommate. 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 Meet. Không phải là meet nha. Roommate. Roommate. Ok, good. Amazing. 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 Ok. Enjoy. 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 Joy. Enjoy. Ok, good. Nourish. Nourish. Rich. Breathe. Na breathe. Na breathe. Không phải na breathe. Na breathe. Na breathe. Không phải breathe con. Na breathe. Na breathe. Không phải breathe. Không phải breathe nào. Đọc lại cho thầy này. Na. Na. Breathe. Breathe. Okay. Breathe. 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 Okay. Nourish. Nourish. Okay, good. And repeatedly. 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 Okay, good. And the last E, routine. 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 Ok, good. Rồi, ok nha, chúng ta chuyển sang phần tiếp theo nha. Ok, con có nhìn thấy đoạn văn không nào? Có. Ok, trong đây thì có chứa tất cả những cái từ mới vừa nãy, được chưa nào? Ok, đọc theo thầy nha. Awakens. Awakens. Okay, I often spend time for my favorite activities. I often
spend time spend. Of my favorite spend for activity. My... Okay, đọc lại nào. I often spend time for my favorite activities. For my favorite activity. Activities. Còn S cuối nào con? Activities. Okay. On Saturday evening. I often go watching films. Films. In a cafe alone. Or with some of my friends. Friends. If I don't watch films. I play cards. Cards. With my roommates. And just about own things. That we can imagine. And go to bed very late. On Sunday morning. I also get up late. To relax since my busy study. Since my busy study. From Monday through Friday. Always makes me tired. Always makes me tired. Okay. Besides. At weekends. I often buy delicious food. Âm đờ quên nào con. Food. To enjoy and to nourish my body. Okay, on Sunday afternoon, I do nothing but relax. And listening to music. Or watch TV. Every once a month.
I return to my homeland. I return to my homeland. To visit my parents. To visit my parents. To visit. Visit. To visit. My parents. My parents. S nào con. Parents. Parents. My brothers. My brothers. And sisters. And sisters. My relatives. My relative. 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 Tip. Tips. Relative. And to ask my parents. And to ask my parents. 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 For money as well. For money as well. As well. As well. As the routines. As the routines. Happen repeatedly. Repeatedly. Happens realistically. Repeatedly. 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 Okay. I am always. I am always. Happy and pleased. Happy and pleased. With weekends I have enjoyed so far. With weekends I have enjoyed so far. Okay, good. Now we move to the next part. Ở trong cái đoạn văn này thì con có từ nào con chưa hiểu không? Có từ nào không con? Size. Con từ nào? Beside này đúng không nào? Hay từ nào? Dòng thứ mấy nha con nhỉ? Dòng thứ 7 ạ. Ok, dòng thứ 7. Since này đúng nào? Vâng ạ. Since là trước đây. Được chưa nào? Đây đọc là since. Không đọc là sai nhá. Since. 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 Ok. Tức là từ trước đây, được chưa nào? Từ. Bắt đầu từ. Ok. Since. Since. Hoặc là lâu rồi, hoặc là từ đó, được chưa nào? Từ rất là lâu. Đó, nó có rất là nhiều nghĩa, được chưa nào? Được ạ. Ok. Now we move to the next part. So, how do you spend the weekend? Đây là gì con nhỉ? Bạn làm gì vào cuối tuần? Ok, bạn thường dành cái thời gian cuối tuần để làm gì? Ok, now introduce yourself about the weekend. I often visit my grandparents. Grandparents, okay, and grandparents, and thăm ông bà này, làm gì nữa nhỉ? Hoặc là gì? Nếu như mà không phải thăm ông bà thì sẽ làm gì nhỉ? I often gì nhỉ? Ở house. Nghĩa là gì con? Ở nhà. Ok, I often indoor. Play indoor tức là chơi ở trong nhà được chưa nào? Play indoor.
Rồi chơi ở indoor. Indoor, đỏ, cái cửa ấy con. Indoor. Indoor. Ok, good. Ok, nào bây giờ trả lời lại cho thầy một lần nữa nha. How do you spend your weekend? You often visit my parents. I often visit my friend's parents and play indoor. Okay, good. And now we move to the next question. Watch TV, go to the movie, or talk to your friends. Ok. Không có hiểu không nào? Thế đầu tiên watch TV là gì nhỉ? Xem TV. Xem TV này. Ok. Go to the movie. Đi đến dạp chiếu phim đúng không nào? Đến dạp chiếu phim. Ok, or talk to your friend, tức là nói chuyện với bạn bè. Nói chuyện với lại bạn bè đúng không nào? Ok, so in the morning, con có nhìn thấy được cái từ nó bị che này đi không? Chờ thêm một chút để thầy. Từ bên dưới. Ok, để thầy kéo nó lên một chút này. Con nhìn thấy chưa? Rồi ạ. Ok, get up late. Get up late là gì nhỉ? Dậy muộn đúng không nào? Ok, eat a delicious food là gì nhỉ? Ăn cái gì nhỉ? Ăn những gì nhỉ? Ăn sáng. Ăn đồ ăn ngon đúng không nào? Những cái món rất là ngon đúng không nào? Ok, play badminton. Chơi cầu lông. Chơi cầu lông or walking. Là gì nhỉ? Walking. Đi tản bộ đúng không nào? Biết ạ. Sao? Walking nghĩa là gì? Chơi công viên phải không? Hoặc là đi tản bộ đúng không nào? Con nghe rõ thầy nói không? Có. Ok. Đó là những cái hoạt động mà chúng ta hay làm vào cuối tuần này. In the night sẽ làm gì nhỉ? Vào buổi tối sẽ do my homework. Làm bài tập về nhà. Ok, and do yoga. Tập yoga. Ok, good. So, how do you spend the weekend? Vậy thì với những hoạt động mà thầy vừa đưa cho con ấy, thì con sẽ dành cái thời gian đó để con làm gì nhỉ? Trong số những hoạt động trên nhỉ? Con có nghe thấy thầy nói không? Có. Ok, vậy thì con thường dành cái cuối tuần của mình như thế nào nhỉ? I often spend my weekend for gì nhỉ? Play badminton. Okay, on Sunday or on Saturday. Saturday. Okay. Now next. Okay, sẽ là con sẽ trả lời là on Saturday, I often play badminton in the morning or in the afternoon. Con chơi bóng chơi cầu lông vào buổi sáng hay buổi chiều nhỉ? On the afternoon. In the okay. Afternoon. In the afternoon. Okay. And in the morning of Saturday, what are you doing? I
Con sẽ làm gì nhỉ? Buổi sáng nếu như mà không chơi bóng chuyền thì con sẽ làm gì? Con sẽ thường hay ngủ dậy muộn đúng không nào? Get up late. Đúng nào? Hoặc là nếu như mà không ngủ dậy muộn thì con sẽ làm gì nhỉ? Nếu như mà không ngủ dậy muộn thì con sẽ làm Không gì? muộn. Làm gì nhỉ? Xem TV. Ok, xem TV hoặc là đi xem phim đúng nào, hoặc là nói chuyện với lại bạn bè, talk to your friends or talk my friends, được chưa nào? Ok, and it's Sunday. What are vào ngày chủ nhật thì con sẽ làm gì nhỉ? Do my homework. Ok, do my homework in the morning or in the afternoon? Ở buổi sáng hay buổi chiều nhỉ? Morning. Ok, do some work in the morning or in the afternoon, what are you doing? Con buổi chiều con làm gì? Buổi chiều thì con sẽ làm gì nhỉ? Làm gì nhỉ? Có thể là walking or running, được chưa nào? Đi tản bộ hoặc là chạy bền hoặc là play sport, được chưa nào? Không có hiểu ý thầy nói không nào? Có hiểu ý thầy nói không? Ok, về chủ đề speaking ngày hôm nay sẽ hỏi là về cái về cuối tuần của con sẽ làm gì đúng không nào? Sẽ có câu hỏi là how do you spend your weekend? Chưa nào? Thì con sẽ trả lời là on Sundays or on Saturday, in the morning or in the afternoon, I do things or something, được chưa nào? Tức là vào cái ngày thứ bảy này hoặc là ngày chủ nhật thì con sẽ dành buổi sáng làm cái này này, buổi chiều làm cái kia, được chưa nào? Ok, con có hiểu cấu trúc không nào? Có. Ok, con thử hỏi thầy cái câu này đi thì thầy sẽ trả lời cho con để con hiểu rõ nhất nhé. Ok, con đặt câu hỏi cho thầy đi nào. Cái câu hỏi bên dưới đây này. Do you spend weekend? Ok, so in my weekends, on Saturday, in the morning, I often get up late and eating delicious food. And in the afternoon, I play sports with my friends. Hang out with my friends to watching film. On Sunday's morning, I do yoga. And in the afternoon, I running with my friends or walking with my dog. Hey, con có hiểu không nào? Ừ, thế bây giờ thầy hỏi lại con một lần nữa nha, xong rồi con trả lời cho thầy này. How do you spend weekend? Saturday, Okay. in the Monday, In the in the morning, morning, I usually or I often I often visit my grandparents. okay, visit my friend's parent. Okay. In the afternoon, This I afternoon. often play basketball. Basketball with my friends or with my relative. My friend. Or my relative. Okay, so in Sunday. On Sunday. On Sundays in the morning, I often Our friends do what? Yes, up last. Get up late. Get up late. Okay, and in the afternoon, I often Walking. Walking. Okay, good.
Okay, this is the end of the topic today. So have do you have any question? Có câu hỏi nào không nào? Ok, vậy là buổi học của chúng ta ngày hôm nay sẽ kết thúc tại đây nhá. Được chưa nào? Ok con.